À, đây bố cháu ạ. Mà rơi một phát thì rơi được sạch. Ừ. Rơi làm sao được? Cái nước cây nái gì? Vâng đấy. Anh không kéo được nữa. Thế à? Hết. Không kéo được. Anh ơi để nó dài tí nữa anh ạ. Anh sẽ vắt được nó lên. Này thì kéo được này. Đấy, thì anh buộc thêm mấy cành đấy vào cho bác ấy tí. Đấy, thế. Còn một tháng nữa này em kéo lại. Tháng, hai tháng nữa bác thấy nó lên dài dài ra tí. Trồng đất thì nó nhanh lắm bác ơi. Trồng đất này một mùa hè chứ nói một tháng thì cũng chưa được nhiều. Nhưng một mùa hè này nó lên dài rất nhiều hơn, rất nhiều so với lại trồng chậu của anh Sơn là nó chỉ sống anh để đấy để giao cho khách thôi. Sau khi đặt xuống bồn này rồi là nó ăn ra đất thì nó lên rất là khỏe luôn. Hoa giấy này xuống đất thì nếu là giấy ta thì tỷ lệ hoa nó sẽ rất ít vì là đất vườn mình như này, nhưng mà giấy thái thì anh cứ yên tâm đi, vẫn ra nhiều hoa như bình thường. Đây là cái cây giấy thái ghép gốc Mỹ mà chúng tôi tiến hành trồng leo lên cổng cho nhà khách ở khu biệt thự Tự Mê Linh, số nhà B4 đường số 2. Anh để đây thừa nắng đủ nắng thế này thì không bao giờ không đẹp cả anh ạ. Hoa giấy này là nó ưa nắng, một khi đã đủ nắng rồi thì hoa lúc nào cũng đỏ chói như này. À, đây bố cháu ạ. Mà rơi một phát thì rơi được sạch. Ừ. Rơi làm sao được? Cái nước cây nái gì? Vâng đấy. Anh không kéo được nữa. Thế à? Hết. Không kéo được. Anh ơi để nó dài tí nữa anh ạ. Anh sẽ vắt được nó lên. Này thì kéo được này. Đấy, thì anh buộc thêm mấy cành đấy vào cho bác ấy tí. Đấy, thế. Còn một tháng nữa này em kéo lại. Tháng, hai tháng nữa bác thấy nó lên dài dài ra tí. Trồng đất thì nó nhanh lắm bác ơi. Trồng đất này một mùa hè chứ nói một tháng thì cũng chưa được nhiều. Nhưng một mùa hè này nó lên dài rất nhiều hơn, rất nhiều so với lại trồng chậu của anh Sơn là nó chỉ sống anh để đấy để giao cho khách thôi. Sau khi đặt xuống bồn này rồi là nó ăn ra đất thì nó lên rất là khỏe luôn. Hoa giấy này xuống đất thì nếu là giấy ta thì tỷ lệ hoa nó sẽ rất ít vì là đất vườn mình như này, nhưng mà giấy thái thì anh cứ yên tâm đi. Vẫn ra nhiều hoa như bình thường. Đây là cái cây giấy thái ghép gốc Mỹ mà chúng tôi tiến hành trồng leo lên cổng cho nhà khách ở khu biệt thự Tự Mê Linh, số nhà B4 đường số 2. Anh để đây thừa nắng đủ nắng thế này thì không bao giờ không đẹp cả anh ạ. Hoa giấy này là nó ưa nắng, một khi đã đủ nắng rồi thì hoa lúc nào cũng đỏ chói như thế này.